Trong 24 giờ qua, các nhà đầu tư đã rút khoảng 790 triệu đô la Mỹ từ sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Binance đặt tại trụ sở Trung Quốc và chi nhánh tại Mỹ. Đây là thông tin mới được công bố được bởi công ty dữ liệu Nansen đưa ra hôm qua, một ngày sau khi cơ quan quản lý Mỹ khởi kiện cả hai sàn giao dịch này. Trên Twitter, Nansen cho biết Binance đã ghi nhận dòng tiền rút ròng 778,6 triệu đô la Mỹ trên chuỗi khối đồng Ethereum, trong khi tại chi nhánh Binance ở Mỹ là 13 triệu đô la. Hiện cả hai sàn giao dịch chưa bình luận về thông tin trên. Các nhà đầu tư đã ồ ạt rút tiền một ngày sau khi Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ khởi kiện Binance và CEO Triệu Trường Bằng và chi nhánh tại Mỹ về việc vận hành trang web lừa đảo quy mô lớn và lách luật một cách có tính toán. Khiếu nại của cơ quan này gồm 13 cáo buộc, như cáo buộc Binance và ông Triệu Trường Bằng đã huy động hàng tỷ đô la Mỹ tiền của các nhà đầu tư và vi phạm luật chứng khoán. Sau Binance, Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ hôm qua cũng kiện sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất nước Mỹ là Coinbase hoạt động bất hợp pháp vì không đăng ký với cơ quan quản lý. Tuy nhiên, đại diện Coinbase cho rằng các quy tắc của cơ quan này là không rõ ràng, khẳng định sàn giao dịch vẫn hoạt động bình thường.